Thưa quý vị, đáp trả các cuộc tấn công của lực lượng Houthi và các tàu ở khu vực Biển Đỏ, ngày 19 tháng 2, Liên quân Mỹ-Anh đã tiến hành cuộc không kích vào thành phố cảng Hodeidah của Yemen. Ngày 19 tháng 2, kênh truyền hình vệ tinh Al-Masira của lực lượng Houthi ở Yemen đưa tin, Liên quân Mỹ-Anh đã tiến hành cuộc không kích vào khu vực Al-Jabana trong thành phố cảng Hodeidah của Yemen, song không cung cấp chi tiết và con số thương vong. Trên các nền tảng mạng xã hội, người dân địa phương cho biết cuộc không kích của Liên quân Mỹ-Anh nhằm vào một khu vực trống. Trước đó, ngày 14 tháng 2, các máy bay chiến đấu của Mỹ đã tiến hành một số cuộc tấn công nhằm vào các vị trí của Houthi kiểm soát ở thành phố cảng Hodeidah. Bốn cuộc tấn công nhằm vào các khu vực Al-Jabana và hai cuộc tấn công nhằm vào các địa phương duyên hải Ras Issa, Al-Shalib ở phía bắc thành phố Hodeidah. Kể từ giữa tháng 11 năm 2023, lực lượng Houthi liên tiếp tấn công các tàu hàng thương mại đi qua Biển Đỏ nhằm bày tỏ tình đoàn kết với người Palestine trong bối cảnh xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas tại giải Gaza leo thang. Các cuộc tấn công của Houthi đã làm gián đoạn hoạt động chuyên chở hàng hóa thương mại của thế giới qua vùng biển chiến lược này. Khu vực Biển Đỏ trở thành điểm nóng xung đột khi lực lượng Houthi liên tục tấn công các tàu thuyền đi qua khu vực này nhằm phản đối chiến dịch quân sự của Israel ở dải Gaza và thể hiện sự ủng hộ đối với người dân Palestine. Ngày 19 tháng 2, Tổng thống Ai Cập cho biết doanh thu của kênh đào Suez đã giảm 40-50% kể từ đầu năm 2024 tới nay do các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen nhằm vào các tàu di chuyển qua Biển Đỏ. Ngày 19 tháng 2, phát biểu khai mạc triển lãm năng lượng Ai Cập lần thứ 7 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Al-Manara ở New Cairo, Tổng thống Abdel Fattah el-Sisi cho biết doanh thu của kênh đào Suez đã giảm 40% đến 50% kể từ đầu năm 2024 tới nay do các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen nhằm vào các tàu di chuyển qua Biển Đỏ. Theo đó, trong năm tài chính 2022 đến năm 2023, doanh thu của kênh đào Suez, nguồn ngoại tệ chủ chốt của nền kinh tế Ai Cập bên cạnh du lịch và cứu hối, đã ghi nhận mức kỷ lục 9,4 tỷ đô la Mỹ. Tổng thống Ai Cập đã chỉ ra các tác động kinh tế của những thách thức trong quá khứ và hiện tại mà Ai Cập đã và đang phải đối mặt, bao gồm đại dịch COVID-19, cuộc khủng hoảng tại Ukraine, cũng như tình trạng bất ổn ở Libya, Sudan và Gaza. Theo ông NCC, tất cả những điều này xảy ra trong bối cảnh chính phủ Ai Cập cam kết thực hiện nghĩa vụ của mình với các công ty dầu khí, đối tác phát triển và các tổ chức tài chính. Trước đó, hồi tháng 1 năm 2024, Chủ tịch Cơ quan Quản lý kênh đào Suez ông Osama Rabie nói rằng số lượng tàu đi qua kênh đào Suez trong 2 tuần đầu tháng 1 năm 2024 đã giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái, từ 777 tàu xuống còn 544 tàu. Ông Rabie cho biết, doanh thu được tính bằng đô la Mỹ của kênh đào Suez trong 2 tuần tháng 1 năm 2024 giảm 40% so với cùng kỳ năm 2023, trong khi khối lượng vận chuyển giảm 41%. Kể từ giữa tháng 11 năm 2023, lực lượng Houthi đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các tàu ở vịnh Aden và Biển Đỏ. Các cuộc tấn công của Houthi đã buộc một số hãng vận tải biển chủ chốt phải ngừng di chuyển qua Biển Đỏ và chọn tuyến đường biển quanh mũi Hào Vọng ở cực Nam Châu Phi. Bên cạnh tình hình xung đột ở khu vực Trung Đông, căng thẳng giữa Nga và Ukraine vẫn đang leo thang và không có dấu hiệu hạ nhiệt. Trước tình hình Ukraine đang mất ưu thế trên chiến trường, theo các quan chức Mỹ, sau nhiều tháng nhận được yêu cầu từ Kiev, chính quyền Tổng thống Joe Biden đang tìm cách cung cấp cho Ukraine biến thể tên lửa ATACMS tầm xa hơn, có thể tấn công vào bán đảo Crimea. Cuối năm 2023, Mỹ đã bắt đầu cung cấp cho Ukraine hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS, thế nhưng cho tới nay mới chỉ truyền cho Kiev các biến thể cũ ở tầm trung. Tên lửa ATACMS được trang bị đầu đạn phân mảnh hoặc là đầu đạn chùm, tùy thuộc vào biến thể mà đầu đạn chùm tên lửa ATACMS có thể mang theo, từ 300 cho tới 950 quả đạn con, có tầm bắn khoảng 24 cho tới 300 km. ATACMS với đầu đạn phân mảnh có tầm bắn tương tự. Tất cả tên lửa loại này được trang bị hệ thống xác định mục tiêu bằng định vị toàn cầu và công nghệ dẫn đường quán tính. ATACMS có thể được phóng từ bệ phóng HIMARS và hệ thống tên lửa phóng loạt M270 mà Ukraine đang có. Điều này đồng nghĩa với việc ATACMS sẽ bổ sung sức mạnh cho các phương tiện tấn công khác của Ukraine. Biến thể của ATACMS mà Mỹ cung cấp cho Ukraine chỉ có tầm bắn khoảng 165 km. Hiện tại, Mỹ đang tính gửi biến thể ATACMS tầm xa hơn. Điều này sẽ cho phép Ukraine có thể tấn công vào bán đảo Crimea. Tuy nhiên, ngân sách cho việc viện trợ vũ khí cho Ukraine vẫn đang bị đặt dấu hỏi do sự phản đối của Đảng Cộng Hòa tại Quốc hội Mỹ.
Tuần trước, Thượng viện đã thông qua gói viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, Israel và Đài Loan, Trung Quốc. Tuy nhiên, dự luật vẫn chưa được Hạ viện đưa ra bỏ phiếu và cũng chưa rõ nó có được phê duyệt hay không. Trong nhiều tháng qua, các thành viên của Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện nói rằng họ sẽ chỉ phê duyệt viện trợ quân sự cho Ukraine nếu chính quyền của Tổng thống Joe Biden đồng ý với các điều khoản mà đảng này đề xuất về vấn đề nhập cư và an ninh biên giới. Các quan chức của Quốc phòng Mỹ cho hay Washington có số lượng hạn chế tên lửa ATACMS và khó có thể gửi chúng tới Ukraine nếu không có tiền để bù lại vào kho dự trữ của Mỹ. Không loại trừ khả năng, Mỹ sẽ đề nghị đồng minh cung cấp tên lửa ATACMS biến thể tầm xa hơn cho Ukraine. Hiện tại, Nhà Trắng chưa bình luận về thông tin này. Liên quan đến việc nông dân châu Âu biểu tình, lái máy kéo chặn đường xá, đổ về nghị viện châu Âu do bất bình chính sách của các chính phủ của Liên minh châu Âu EU, ngày 19 tháng 2, hàng trăm người nông dân Séc đã tổ chức biểu tình quy mô lớn tại thủ đô Praha nhằm phản đối nhiều bất cập đối với ngành nông nghiệp nước này, cũng như các bất cập từ thỏa thuận xanh của EU và cho rằng thỏa thuận này tạo gánh nặng cho người nông dân, khiến các sản phẩm nông nghiệp ngày càng tăng giá và mất tính cạnh tranh. Từ sáng sớm ngày 19 tháng 2 theo giờ địa phương, hàng trăm máy kéo và các phương tiện đã được di chuyển tới thủ đô Praha của Cộng hòa Séc như một phần trong kế hoạch biểu tình của người dân. Theo ước tính, có tới hàng trăm người tham gia một cuộc biểu tình quy mô lớn ở trước Bộ Nông nghiệp của nước này và nhiều tuyến đường trung tâm. Những chiếc máy kéo được tập trung trước Bộ Nông nghiệp của Cộng hòa Séc và chặn một phần ở các trục giao thông huyết mạch tại Praha. Tại trụ sở Bộ Nông nghiệp của Cộng hòa Séc, những người nông dân cũng cầm cờ, giăng biểu ngữ phản đối thỏa thuận xanh và kêu gọi bảo vệ nền nông nghiệp của quốc gia. Một số người dân cũng bày tỏ sự phản đối với giá năng lượng và chi phí vận tải tăng cao. Nhiều người biểu tình cho rằng người nông dân đang phải mua hạt giống và một số sản phẩm nông nghiệp với giá cao, tương đương với những quốc gia trong top đầu ở châu Âu như là Đức, Hà Lan hay là Pháp. Thế nhưng họ chỉ nhận được 50% tiền trợ cấp. Đại diện một số người dân đã gửi thư tới Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Cộng hòa Séc để yêu cầu chính phủ rút khỏi thỏa thuận xanh của Liên minh châu Âu. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Cộng hòa Séc trao đổi với truyền thông nước này cho biết các vấn đề cần được thảo luận trên bàn đàm phán chứ không phải là các cuộc biểu tình trên đường phố. Ông cũng cho rằng những người tổ chức các cuộc biểu tình này đang theo đuổi các mục tiêu chính trị mà không đại diện cho nông dân Cộng hòa Séc. Tuy nhiên, trước các bất cập hiện nay, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp của quốc gia này cho biết cơ quan sẽ thảo luận một số thay đổi và sẽ có những bước đi cụ thể phù hợp hơn trong tương lai. Tính đến cuối ngày 19 tháng 2, theo báo cáo từ cơ quan chức năng, có khoảng 500 máy kéo và hàng nghìn các phương tiện cơ giới khác đã tới thủ đô Praha để tham gia biểu tình. Tuy nhiên, việc này không gây quá nhiều cản trở đến tình hình giao thông của các phương tiện. Các cơ quan chức năng cũng cho biết thêm, cuộc biểu tình quy mô lớn này có thể kéo dài sang ngày 20 tháng 2. Theo một số nguồn tin, các cuộc biểu tình tương tự đã diễn ra ở nhiều nơi tại các quốc gia Liên minh châu Âu trong những tuần gần đây và có thể lan rộng ở nhiều quốc gia khác. Đa số nông dân tại các quốc gia này đều phàn nàn các chính sách hiện tại của EU về môi trường và những vấn đề xung quanh đang là gánh nặng tài chính và khiến sản phẩm nông nghiệp ngày càng trở nên đắt đỏ hơn hàng nhập khẩu ngoài EU. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần tin tức tổng hợp của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.